những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Bên cạnh hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc, Nhật Bản cũng là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Xét về GDP danh nghĩa, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ 3 ở mức 5,2 nghìn tỷ đô la vào năm 2019. Thành công này được góp phần từ những tập đoàn lớn trong nước, những kẻ dẫn đầu giúp Nhật Bản chạm tới vị trí quốc gia có kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới. Tập đoàn Toyota Motor. Toyota là một trong những thương hiệu lớn nhất trong ngành sản xuất ô tô với những thành tựu vượt bậc khiến các đối thủ phải nể phục. Công ty ô tô Toyota Automobiles của Nhật Bản bắt đầu hoạt động chính thức vào năm 1933 dưới sự lãnh đạo của Kichiro Toyoda và được đổi tên thành tập đoàn Toyota Motor vào năm 1937. Chiếc xe đầu tiên của công ty Toyota được ra mắt vào năm 1935 và đến năm 1939, công ty tiến hành lập một trung tâm nghiên cứu. Một năm sau đó, trung tâm khoa học Toyota ra đời. Năm 1951, mẫu xe Land Cruiser đầu tiên được giới thiệu với năng suất sản xuất được 500 chiếc mỗi tháng. Lúc này Toyota tập trung vào chất lượng của xe mà vẫn giữ được mức giá cạnh tranh nhất có thể. Dần dần Toyota đã trở thành một thương hiệu có tiếng và sản lượng vẫn tăng đều từ năm này sang năm khác. Năm 1980, Toyota đã vươn lên trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau General Motors. Đến năm 1984, Toyota hợp tác với General Motors thành lập công ty liên hợp New United Motor Manufacturing, NUMMI. Chính điều này đã cho phép sản phẩm của Toyota có mặt trên thị trường Mỹ. Vào năm 1989, hãng thành lập thương hiệu xe sang Lexus. Đến năm 1991, lượng xe hơi và xe tải của Toyota trên thị trường Mỹ là hơn 1 triệu chiếc và chiếm hơn 40% trong nền công nghiệp ô tô Nhật. Sau đó, Toyota cũng nhanh chóng thành lập trụ sở ở các nước Mỹ Latin và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thương hiệu này đã nhanh chóng tạo ấn tượng với công chúng và sản lượng bán luôn vượt trội hơn các hãng danh tiếng như BMW, Mercedes-Benz, Jaguar. Vào năm 1990, Toyota đã đạt mức bán kỷ lục là 4 tỷ đô la. Tháng 10 năm 1997, Toyota có ý tưởng về mẫu xe kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện. Sự kết hợp này sẽ tạo ra dòng xe có lượng khí thải giảm đi một nửa. Ngay sau đó, nhu cầu về mẫu xe thân thiện với môi trường này vượt quá mức mà Toyota có thể sản xuất hàng năm. Năm 2000, sản lượng của Toyota vượt qua mức 5 triệu chiếc trên toàn thế giới. Mẫu xe bán chạy nhất của Toyota là chiếc Corolla, được sản xuất năm 1966. Và tính đến năm 2013, mẫu xe này đã bán được hơn 40 triệu chiếc trên toàn thế giới. Năm 2013, Toyota đã vượt qua General Motors về doanh số bán hàng và trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới. Theo dữ liệu tính tới tháng 3 2020 của FactSet, xét về giá trị doanh nghiệp, bao gồm các khoản nợ, Toyota đạt giá trị 290 tỷ đô, vượt qua mức 252 tỷ đô của Tesla. Thành công của Toyota bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tài năng kinh doanh thiên bẩm và những sắc màu văn hóa truyền thống của người Nhật. Nhờ thành công trong kinh doanh, tập đoàn đã tạo một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động. Toyota xứng đáng là một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản cũng như thế giới. Nippon Telegraph and Telephone. Nippon Telegraph and Telephone, thường được viết tắt thành NTT, là tập đoàn bưu chính viễn thông của Nhật, được thành lập với tư cách độc quyền nhà nước vào tháng 8 1952 để tiếp quản hệ thống viễn thông Nhật do AT&T vận hành. Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation được tư nhân hóa vào năm 1985 để khuyến khích cạnh tranh trên thị trường viễn thông của đất nước. Năm 1987, NTT thực hiện đợt chào bán cổ phiếu với giá trị 36,8 tỷ đô. Năm 2020, giá trị vốn hóa thị trường của công ty này khoảng 92,2 tỷ đô la và có số lượng nhân viên khoảng 310.000 trên toàn thế giới. Tập đoàn NTT có mặt ở hầu hết những sàn giao dịch chứng khoán lớn như Tokyo, Osaka, New York và London. Chính phủ Nhật cũng sở hữu 1/3 cổ phần của NTT. NTT đang nắm khoảng 66% cổ phần của Docomo, nhà mạng di động có lợi nhuận cao nhất trong tập đoàn NTT. NTT Docomo là nhà mạng không dây lớn nhất của Nhật với khoảng 80 triệu thuê bao, chiếm khoảng 40% thị phần tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Vào tháng 9 năm 2020, NTT đã công bố kế hoạch mua số cổ phần còn lại của NTT Docomo
với giá trị dự kiến ở mức kỷ lục 40 tỷ đô la. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, 28 công ty viễn thông Nhật, bao gồm các đối thủ của Docomo là SoftBank và KDDI, đã gửi một lá thư chung tới Bộ trưởng Truyền thông Nhật để phản đối động thái này. Họ lập luận rằng việc biến NTT Docomo trở thành một công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của NTT sẽ tạo ra một thế lực mạnh mẽ thống trị thị trường. Nếu kiểm soát hoàn toàn NTT Docomo, NTT có thể nhanh chóng đẩy giá dịch vụ di động xuống, buộc các đối thủ cạnh tranh phải làm theo. Song những người đứng đầu của cả hai công ty đều phủ nhận rằng áp lực về giá cả là yếu tố thúc đẩy thỏa thuận này. Thương vụ mua lại của NTT dự kiến sẽ được hoàn tất vào khoảng tháng 3/2021. Tập đoàn Keyence. Keyence là một nhà sản xuất hệ thống máy móc tự động và cảm biến cho các nhà máy, đã vươn lên vị trí thứ hai về giá trị vốn hóa thị trường, vượt qua cả SoftBank. Trong nhiều năm qua, SoftBank và NTT đều rất nổi tiếng ở Nhật, còn Keyence thì rất ít người biết tới. Tên tuổi của doanh nghiệp này chỉ được nhắc đến nhiều khi vốn hóa thị trường vượt 100 tỷ đô la. Keyence được Takemitsu Takizaki sáng lập từ năm 1974. Nguồn gốc cái tên Keyence xuất phát từ chữ Key of Science, chìa khóa của khoa học. Ngoài sản xuất những bộ phận cảm ứng sử dụng trong công nghiệp, Keyence còn cung cấp những hệ thống tự động hóa. Nhờ sự nổi lên của robot mà Keyence trở thành doanh nghiệp lớn thứ hai của Nhật về giá trị vốn hóa thị trường. Keyence đang là một trong số rất ít công ty không có nợ và lợi nhuận ròng tăng trưởng hàng năm gần 50%. Có được điều đó là nhờ việc sản xuất các sản phẩm cảm biến áp suất, máy đọc mã vạch và quét laser đều được thuê ngoài để tránh chi phí vốn cao. Hầu hết những sản phẩm của họ đang cung cấp cho khách hàng đều là những sản phẩm tự sáng chế và độc đáo trên toàn thế giới. Và để có được điều này, Keyence tạo ra một hướng đi khác biệt. Tại đây, các nhân viên bán hàng của công ty được đào tạo chuyên môn cao, có kiến thức phong phú về các ứng dụng trong ngành công nghiệp. Do đó, khách hàng có thể được hỗ trợ trực tiếp về ứng dụng, khắc phục sự cố, góp phần tạo niềm tin lớn với các khách hàng trên toàn thế giới. Hệ thống tư vấn bán hàng và hỗ trợ của Keyence được đánh giá dẫn đầu ngành công nghiệp Nhật. Bên cạnh đó, Keyence còn thiết lập được hệ thống giao hàng nhanh chóng bất kỳ khi nào khách hàng cần. Sản phẩm được vận chuyển trực tiếp từ các kho trung tâm tại Nhật hay từ nhiều địa điểm khác trên toàn thế giới. Keyence đã tăng gấp 3 giá trị thị trường kể từ đầu 2016. Việc cổ phiếu tăng mạnh cũng mang lại lợi ích to lớn cho nhà sáng lập Takemitsu Takizaki. Nhiều chuyên gia cho rằng với chiến lược khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ của mình, Keyence sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và không ngoại trừ khả năng sẽ vượt qua cả Toyota về vốn hóa để mà vươn lên dẫn đầu. SoftBank Group. SoftBank Group là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật, trụ sở chính tại Minato, Tokyo. Công ty được thành lập vào tháng 9 năm 1981 và được biết đến với sự lãnh đạo của người sáng lập Masayoshi Son. Ban đầu, SoftBank hoạt động trong lĩnh vực phân phối phần mềm. Hiện tại, nó hoạt động trong các lĩnh vực băng thông rộng, viễn thông đường dây cố định, thương mại điện tử, internet, dịch vụ công nghệ, tài chính, truyền thông và tiếp thị, thiết kế bán dẫn và các lĩnh vực khác. Năm 1994, công ty được niêm yết cổ phiếu và được định giá 3 tỷ đô. Vào những năm 90, Masayoshi Son đã có những bước đột phá lớn vào dịch vụ internet. Năm 1996, SoftBank liên doanh với công ty internet đang nổi của Mỹ lúc đó là Yahoo, thành lập Yahoo Nhật Bản. Năm 2000, SoftBank đã thực hiện khoản đầu tư thành công nhất từ trước đến nay, 20 triệu đô la vào một liên doanh internet Trung Quốc còn non trẻ khi đó có tên là Alibaba. Khoản đầu tư này đã biến thành 60 tỷ đô khi Alibaba ra mắt công chúng vào tháng 9 2014. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2017, SoftBank và quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út PIF đã hợp tác để thành lập SoftBank Vision Fund, quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất trên thế giới, số vốn là 93 tỷ đô. Các nhà đầu tư khác bao gồm Apple, Qualcomm, ARM, Foxconn, Sharp, Larry Ellison và Mubadala. Theo Bloomberg, tháng 5 năm 2019, tập đoàn SoftBank công bố lợi nhuận kỷ lục nhờ các khoản đầu tư mạo hiểm của tỷ phú Masayoshi Son và những công ty khởi nghiệp công nghệ như WeWork, Uber Technologies và Oyo Rooms. Nhưng khoảng thời gian sau đó lại là một trong những năm tồi tệ nhất lịch sử SoftBank. Giá cổ phiếu của Uber lao dốc thảm hại sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, IPO.
WeWork thì trượt tới bờ vực của sự sụp đổ sau khi kế hoạch IPO đổ bể. Danh mục đầu tư của tỷ phú Son nghiêng hẳn về nền kinh tế chia sẻ với 80 tỷ đô ngày càng trở nên mong manh và yếu ớt khi đại dịch Covid-19 rút cạn vốn của các công ty khởi nghiệp. Vào tháng 3 năm 2020, SoftBank thông báo rằng họ đang tung ra một đợt bán tài sản khẩn cấp trị giá 41 tỷ đô để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu và giảm nợ. Nỗ lực này do Son khởi xướng nhằm ngăn chặn sự sụt giảm giá cổ phiếu của công ty do đại dịch Covid-19. Sau khi chương trình được công bố, cổ phiếu của SoftBank đã tăng gần 19%. Tính đến tháng 10/2020, SoftBank đã có vốn hóa thị trường là 124,39 tỷ đô. Tập đoàn Sony. Sony tên đầy đủ là Sony Corporation, là một tập đoàn đa quốc gia, trụ sở chính đặt tại Minato, Tokyo của Nhật, với bộ phận kinh doanh chủ chốt là thiết bị điện tử, được thành lập vào tháng 5 năm 1946 tại Nihonbashi, Tokyo của Nhật. Ban đầu, công ty mang tên là Tokyo Chūshin Kogyo KK, với số vốn ban đầu vỏn vẹn có 190.000 yên. Masaru Ibuka và Akio Morita là hai nhà sáng lập của công ty. Vào tháng 1 năm 1958, công ty chính thức đổi tên thành Sony Corporation. Một trong những việc đầu tiên Morita và đồng nghiệp thực hiện là lần lượt đăng ký thương hiệu Sony trên 170 nước và đăng ký sản xuất nhiều ngành khác nhau ngoài điện tử. Năm 1988, Sony đã tiếp nhận và sáp nhập công ty CBS Records Inc. để thành lập nên Sony Music Entertainment. Tiếp tục vào năm 1989, Sony mua lại Columbia Pictures và thành lập nên Sony Pictures Entertainment. Năm 1955, Sony PlayStation được khai trương và đưa Sony trở thành một tập đoàn với vị trí hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Là nhà sản xuất điện tử số 1 trên thế giới, Sony còn đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực điện tử dân dụng như TV màu, trò chơi điện tử, sản phẩm audio và video, lĩnh vực công nghệ điện tử ứng dụng như thiết bị phát thanh, truyền hình, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học. Sony sở hữu trên 5.000 danh mục sản phẩm, gồm đầu DVD, máy chụp ảnh, TV, máy tính cá nhân, thiết bị bán dẫn. Một trong số chúng đã trở thành những mặt hàng có thương hiệu như máy nghe nhạc cá nhân Walkman, TV Trinitron, TV màn ảnh rộng Wega, máy tính Vio, máy ghi hình Handycam, bộ trò chơi PlayStation. Sony là một trong những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực chế tạo máy tính, viễn thông và dịch vụ Internet. Ngoài lĩnh vực điện tử, Sony còn chiếm lĩnh cả thị trường âm nhạc và điện ảnh với các hoạt động của công ty như Sony Pictures Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony BMG. Trong cuộc họp cổ đông thường niên được Sony tổ chức ngày 26 tháng 6, 2020, các cổ đông đã quyết định đổi tên từ Sony Corporation sang Sony Group. Theo Giz China, tên gọi mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021. Đây là lần đầu tiên Sony đổi tên kể từ năm 1958. Hàng chục năm nay, mảng kinh doanh chính của Sony vẫn là đồ điện tử. Việc đổi tên sẽ giúp công ty thay đổi định vị thương hiệu, mở ra cơ hội cho các lĩnh vực kinh doanh mới như dịch vụ tài chính, với mục tiêu biến chúng thành đơn vị kinh doanh quy mô ngang với mảng điện tử. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được dập tắt, Sony dự báo lợi nhuận hoạt động của tập đoàn sẽ giảm khoảng 30%, tương đương 5,48 tỷ đô trong năm tài chính kết thúc vào tháng 4/2021. Thậm chí, ngay cả khi mảng kinh doanh đồ điện tử có thể bị giảm doanh số từ 50 đến 70%. Giá trị vốn hóa thị trường của Sony được thống kê ngày 24 tháng 11 2020 là khoảng 94 tỷ đô. Điều này đưa Sony trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.